Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực YouTube. Những ngày cuối tuần thay vì cơm, mình thường thích chế biến các loại món như là bún, phở, mì để đổi vị. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món miến xào hải sản, là món ăn đơn giản lạ miệng được nhiều người ưa thích. Những sợi miến giòn giòn dai dai nêm nếm đậm đà hòa cùng với đủ loại hải sản tươi ngọt khiến món miến xào hải sản như một cái bữa tiệc nhỏ thơm ngon. Miến xào hải sản dễ chế biến, linh hoạt khi phối hợp với nhiều loại rau củ khác nhau. Nhiều phong cách chế biến là món ăn bình dân xuất hiện từ nơi nhà hàng đến quán vỉa hè, đến bữa ăn gia đình, đặc biệt là dễ tiêu hóa, phù hợp với người già và trẻ nhỏ. Mời các bạn tham khảo nguyên liệu và gia vị trước khi chế biến. Các bạn tham khảo ở phần mô tả ở phía dưới video. Đầu tiên các bạn đi ngâm miến, chuẩn bị một cái xoong, bỏ nước sạch vào và ngâm miến từ 15 đến 20 phút. Miến ngâm bằng nước lạnh sẽ giòn và dai hơn. Tiếp theo mình sẽ đi cắt thái rau củ. Hành khô mình dùng là 3 củ 15g, đập dập rồi băm nhỏ. Cà rốt là 100g, các bạn thái lát mỏng rồi thái chỉ. Các bạn có thể dùng lạo để lạo sợi thì cũng ok các bạn. Mình thái thì mình không thái nhỏ quá, mình thái to một chút xíu mà khi mình xào nó chín, nó sẽ giòn và ngon hơn. Nó không bị nát nếu mà mình thái sợi chỉ nữa, quá nhỏ. Hành tây này thì mình sẽ thái lát mỏng, các bạn dựng ngược củ hành tây lên và bắt đầu thái lát theo cái bản của củ hành tây. Hoặc cũng có thể các bạn để làm ngang ra và lát mỏng đi cũng đều được các bạn. Quả ớt này thì mình sẽ bỏ hột rồi thái chỉ. Các bạn cũng có thể dùng ớt chuông, ớt ngọt đều được các bạn. Nấm hương này mình dùng là 10g, mình ngâm nước nóng cho nở rồi rửa sạch bằng nước lạnh và thái chỉ các bạn. Với mộc nhĩ này thì các bạn cũng thái chỉ cho mình. Hành hoa và thì là thì các bạn cắt khúc 5cm. Các bạn cắt làm sao cho nó đều nhau và khi mình xào vào nó quyện thì trông khá là ngon. Cái mực ống này thì mình mua về đã rửa sạch qua nước muối pha loãng và rượu gừng để tẩy hôi và tanh. Rồi mình rửa lại bằng nước sạch. Mực này thì mình sẽ thái con chì. Những cái sợi miến này của mình đã được ngâm nở rồi. Đây các bạn dùng kéo để cắt ngắn với cái độ dài từ 12 đến 15cm. Sau đó thì mình sẽ vớt ra rổ cho nó róc nước. Mình sẽ đi pha nước sốt xào, thấy bỏ vào là 150ml nước sạch. Xì dầu là 20ml. Tiếp là đường trắng 5g. Sau đó là hạt nêm 5g và dầu hào 10ml. Tiếp là bột ngọt 5g. Rồi sau đó mình sẽ quấy đều cho tan gia vị. Và mình sẽ đi trần hải sản các bạn. Mình sẽ lấy một cái xoong bỏ vào khoảng 3 lít nước và thả một củ gừng. Khi nước sôi thì mình sẽ bỏ tôm mực vào trần sơ khoảng 30 giây. Rồi vớt ra cái nồi nước lạnh để giảm nhiệt cho hải sản. Tiếp đó thì các bạn sẽ đi xào nhân hải sản. Mình sẽ bỏ 50ml dầu ăn vào chảo để phi thơm cái hành khô băm nhỏ. Mình cho là 1/2. Khi mà cái hành khô đã thơm thì các bạn bỏ tôm, mực, ngao vào xào.
và mình sẽ bỏ một muôi canh nước sốt xào vào rồi về xào. Xào trong khoảng thời gian là 2 phút cho hải sản nó thấm gia vị và chín tái. Thì mình sẽ bỏ cà rốt vào để xào. Cái xào mình sẽ xào tiếp trong thời gian là 30 giây cho cà rốt nó chín tái. Thêm một chút. Thì mình sẽ bỏ chỗ hành tây vào để xào trong khoảng thời gian là 1 phút. Và mình sẽ bỏ thêm là lửa môi nước sốt xào. Để khi mà mình bỏ gia vị, bỏ hành tây cà rốt vào nó sẽ giảm đi, thì mình sẽ tăng thêm nước sốt xào vào và xào. Và mình sẽ bỏ là mộc nhĩ nấm hương và xào tiếp trong khoảng thời gian là 2 phút cho mộc nhĩ nấm hương, hành tây cà rốt nó chín tái. Thì mình sẽ bỏ ra đĩa. Sau đó thì mình sẽ rửa chảo để đi xào miến các bạn. Mình sẽ bỏ dầu vào và phi thơm cái chỗ hành khô còn lại. Khi hành khô thơm thì mình sẽ bỏ trứng vào và thêm 10ml dầu điều để tạo màu cho miến. Nếu nhà các bạn không có dầu điều thì cũng không sao, mình sẽ cho gấp đôi 2 quả trứng. Khi trứng nó hơi khô thì các bạn bắt đầu cho miến vào xào. Miến xào mà khi mình cho trứng vào là vừa tạo màu cho trứng đẹp, vừa có tác dụng làm tơi miến mà không bết lại. Các bạn lưu ý nhé, xào miến là phải có trứng thì mới không bị bết. Đấy là bí quyết của các anh đầu bếp chuyên nghiệp nha. Rồi mình bỏ thêm một chút nước sốt xào, khoảng nửa muôi các bạn, nửa muôi xào của mình ấy, để cho miến nó thấm gia vị đều vào. Rồi mình lại đảo cho nó đều thấm gia vị. Mình sẽ bỏ cái nhân hải sản vào để mà xào. Các bạn xào khoảng 3 phút để cho cái miến và cái nhân hải sản nó quyện vào với nhau thì là được. Thì mình sẽ bỏ hành hoa và thì là, và mình sẽ đảo tiếp trong khoảng thời gian là 30 giây cho hành hoa và thì là chín tới là được. Ngon quá các bạn ơi. Mình bỏ thêm một chút tiêu rồi tắt bếp để bỏ ra đĩa thôi các bạn. Như vậy hôm nay mình đã hoàn thành món miến xào hải sản. Miến và hải sản nó quyện vào nhau trông ngon và bắt mắt quá các bạn. Sợi miến thì giòn giòn dai dai, không bị bết vào với nhau. Nhân hải sản cùng với rau củ được quyện vào với miến, không rời rạc, hải sản chín tới, giữ được độ ngọt nguyên bản. Rau củ thì chín tới, giòn, xanh, vị thì đậm đà, thơm ngon, không quá mặn hay quá nhạt. Đấy là yêu cầu thành phẩm của món miến xào hải sản. Các bạn thích video này hãy cho mình một like, một nút đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Mỗi nút đăng ký của các bạn là động lực tinh thần vô cùng to lớn với ekip sản xuất chương trình ngày càng hay và hấp dẫn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ sau.